Cô coi nè, có khi nào là cửa sập không? Cô chủ từng nói trên cổ cầm của bà Kha có một câu mãn văn, trên đó có ghi âm nhạc là chìa khóa để mở. Hình như là họ đã tìm được lối vào rồi. Hành động. Cô là hung thủ giết người, tôi bắt cô giết người tôi lên mạng. Cô lừa được giáo sư Trương, không lừa được tôi. Cô giết chết tôi, cô nhất định hối hận. Cẩn thận. Đừng đuổi theo. Kiều, về rồi sao? Chị Laura, hôm nay chị mua được viên pha lê ở gần đây, đặc biệt mang tới cho em coi. À, phải, phải. Bấy lâu không gặp em, tặng cho em hai câu. Sau này đi đâu cũng phải mang theo nó, đi ngủ cũng được, đi tắm cũng được, cũng mang bên mình. Chị Laura, chị cũng biết thế nào là định mệnh khó cải. Người đời sau nói Ngao Bái là một người kiêu ngạo, ngang ngược, ngoan cố, cứng đầu, còn là một đại gian thần. Nhưng có ai đứng ở góc độ của ông suy nghĩ không? Tại sao ông lại như vậy? Sở dĩ ông ta như vậy vì ông ta phải đối phó những kẻ bất chấp thủ đoạn. Và cách duy nhất chính là càng bất chấp thủ đoạn hơn bọn họ. Kiều à, quán kiếp trước kiếp này trả, cho dù xảy ra chuyện gì đừng lao vào bế tắc. Em không lao vào bế tắc. Nếu kiếp trước em là Ngao Bái, tại sao kiếp này làm người tốt phải khổ sở như vậy? Làm người tốt thì sao chứ, cuối cùng cũng bị người ta hại chết. Thiện lai thiện báo, ác lai ác báo, tất cả đều nhảm nhí. Tại sao hỏi mãi cũng không lên tiếng? Mau nói đi, tại sao lại giấu con? Ông cũng kỳ. Dặn ông đừng ra ngoài rồi, ông nhất định không nghe. Toilet phòng ông bị nghẹt rồi, tôi bị đau bụng, muốn ra ngoài đi tìm toilet thôi. Đau bụng thôi mà, nhìn thêm một lát một chết thì sao chứ. Ít nhiều gì ông cũng thu của tôi mỗi ngày 300 đô. Ông cho tớ căn phòng như vậy, tôi còn chưa có lên tiếng, ông dám cằn nhằn tôi sao? Ông mau ngồi xuống đi, bây giờ không chịu nói rõ ràng, ông đừng hòng đi đâu. Nè nè nè, xin lỗi nha, đừng có giận nữa. Không ngờ em cũng thông đồng với ba gạt chị. Luôn có em cũng coi chị là người ngoài. Người nào người nấy thật là quá đáng lắm. Con còn nói nữa, không thể con hãy mở miệng là sư phụ này sư phụ nọ. Ba mình họ gì cũng không biết, ba còn phải giấu con. Mona, đừng tức giận quá mà. Suy cho cùng mọi người vẫn không chịu tin sư phụ. Nhóc Kha, anh biết sư phụ mà, anh nói cho họ biết sư phụ không giết người đúng không? Cũng không thể nói vậy. Lần trước tôi tìm được tấm hình trong mật thất, cổ thật sự đáng nghi lắm. Hình gì chứ? Thiệt tình tôi đau bụng lắm đó, tôi muốn đi toilet. Ông ngồi xuống đây cho tôi. Bây giờ ông lập tức lấy tấm hình ra, nói một hơi rõ ràng cho tôi. Thật ra cô gái Triệu Thanh trong hình có phải là Nasa sư phụ của Môn Mộc Hiểu Lam không? Nói mau. Phải, chính là Nasa đó. Nè, khuôn mặt sao không bị già đi vậy? Người trong tấm hình này tên là Đức Thọ, là một đại quan thời kỳ quan tử Triều Thanh. Tổng đại chủ từng làm người hầu cận thân của ổng đó. Hơn nữa còn có phần giúp đỡ từ Hy Thái Hậu mang kho báu 42 chương kinh đi. Trong cơ duyên trùng hợp đó, tổng đại chủ lấy được một viên đại bảo đang uống vô, cho nên bây giờ vẫn không biết già đó. Từ thời kỳ quan tử tới giờ, tức là sư phụ đã 150 tuổi. Phải à? Trời ơi, có cần quá đáng vậy không? Thật hơn bao giờ hết nha. Ban đầu tôi cũng cảm thấy sợ đó, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, tổng đà chủ là ân nhân cứu mạng của tôi, lý nào lại hại tôi? Cho nên mấy lâu làm người tài trợ cho cổ, tôi làm tới bây giờ luôn. Những gì tôi biết đã nói hết rồi, cho tôi đi toilet cái đã. Ông ngồi xuống cho tôi.
Nè, tất cả mọi người nghe rồi đó, lão yêu trăm năm Na Sa không đơn giản chút nào đâu ha. Chắc chắn cổ là hung thủ giết Tiểu Lâm và chú Mập rồi. Tôi không thể buông tha cho cổ, tôi phải trả thù. Đừng mà. Thần tượng à, chú bình tĩnh lại tôi đi. Tôi làm sao bình tĩnh chứ? Ba bình tĩnh lại đi. Tôi phải đi tìm nó. Chú thở sâu đi. Tôi phải đi tìm nó. Xin lỗi nhà ông chủ, con chỉ không muốn chú hành động nông nổi thôi. Suy, em dìu ba vô phòng trước đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Sư phụ à, sư phụ có giấu con chuyện gì không? Có làm gì có lỗi với con không? Bây giờ chúng ta chơi lớn một chút. Người nào mà không nói thật thì uống hết đi. Chú đệ tử, cả hai chỉ có một người sống, con chọn ba con hay chọn ta? Mon, tôi uống giùm cho. Không cần. Ra thì cô lại. À, thì ra là cô. Biết tôi là ai thì sao? Chớp mắt ông sẽ bức mặn. Tôi sợ kẻ chết là cô đó. Không thể giả, giả thì được cái cười.